Lời đầu tiên thì cho Young Anh xin gửi lời chào tới khán giả của Giải trí 24 giờ. Yeah. Và mình là Young Anh và hiện tại mình đang là một ca sĩ và là một nhạc sĩ. Thế hôm nay em ngủ chưa? Một sầu vương trên khóe mi em đã ngừng chưa? Anh nghe em đã chia tay người rồi. Câu chuyện của mình thì nó bắt đầu từ khi bố mình thì hát karaoke ở đó. Thì từ những năm mà cấp 1 thì mình đã cứ lúc nào mình cũng hát theo bố à. Bố tối nào cũng hát. Có nghĩa cả xóm rất là thích bố mình hát, tại bố mình hát rất là hay. Thì đến những năm cấp 3 thì mình cũng bắt đầu tham gia văn nghệ ở trường. Thì bắt đầu lúc đấy cô giáo bắt đầu bảo John, em hát cũng hay này. Thế sao không thử đi theo định đi học đại học không? Thì mình bắt đầu mình đã nuôi ý tưởng là mình hát cũng được mà, thì sao mình không thử đi học chuyên nghiệp. Thì em học xong 4 năm trường của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em bắt đầu em chuyển hướng, em vào trong Nam và bắt đầu theo nghệ thuật chuyên nghiệp. Đừng buồn em nhé, cuộc sống mà. Thì khi mới vào thì gặp rất là nhiều khó khăn. Mình khi mới vào mình chưa biết làm gì cả. À, chết rồi. Cũng lại bắt đầu suy nghĩ lại. Thì mình khi mà ở ngoài Bắc thì mình không sáng tác được. Nhưng mà khi vào trong Nam thì không hiểu sao những cái luồng gió mới nó tự nhiên nó tới với mình. Và mình bắt đầu thử sáng tác. Thì khi mà mình sáng tác thì mình sáng tác bài đầu tiên là ca khúc Cuộc Sống Mà. Bao nhiêu năm tháng qua là thanh xuân của chúng ta, giờ duyên chia đôi cách xa. Thì hôm đấy mọi người đi ăn thì mình mang đàn đi theo, thế mình tự nhiên mình đánh. Thì các anh quay lại, xong cô bạn ngay bên cạnh mình lại mới chia tay người yêu. Thế mình đánh vào đấy, thế cô khóc. Thế tự nhiên quay lại đăng lên mạng, thế tự nhiên không hiểu sao khán giả rồi mọi người vào ủng hộ quá trời. Thực sự thì biệt danh Hot Boy và Nhậu thì là những bạn ở trên mạng yêu quý và đặt cho mình. Và thực sự thì cái tên đó cũng cho mình khá là nhiều phiền toái. Tại vì thực ra mình không biết nhậu. Mình khi mà đi chơi ấy, vui lắm mình chỉ uống một chai bia thôi à. Chứ mình không rất là không thích là nhậu. Thì cũng hơi gặp nhiều phiền toái, kiểu ra đường bảo bây giờ ông này nhá, nổi lên nhờ uống bia uống rượu để hát cho con gái nghe thì mới hot. Nên là mình không thích cái biệt danh đấy lắm. Tại vì mình cũng là một người theo con đường chuyên nghiệp từ ngay từ những bước đầu tiên. Nhưng mà thôi không sao, vì cái đó cũng là những cái mà khán giả yêu thương họ mới dành tặng cho mình. Thì mình rất là trân trọng. Mình đã thay đổi từ ca khúc Những Tầng Mây. Có nghĩa Những Tầng Mây là một ca khúc mà mình và ekip của mình đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết. Khi mà mình quyết định làm MV ấy, thì mình bảo thôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm phải chơi hết. Đã chơi là phải làm cái gì đó mà cho thật chỉn chu. Tại vì tính mình không thích làm những gì mà không chỉn chu. Thì mình đã cố gắng hết sức và ekip cũng cố gắng hết sức. Giống như những hạt mưa đến bên anh thật khẽ, ướt mi anh rồi đi, em mang theo những nỗi buồn. Và rất may mắn cho mình, MV Những Tầng Mây khán giả cũng tiếp đón khá là ok đó. Nhưng mà nó có nghĩa là nó chưa phải là cái gì đó với những ca sĩ khác. Nhưng mà đối với mình thì nó đã là một niềm tự hào rất lớn. Tại vì lần đầu tiên mình được làm một MV chuyên nghiệp và chỉn chu như thế. Thì đó mới chỉ là khởi đầu 1% trong 100% mà mình muốn làm trong thời gian sắp tới thôi. Đó mới chỉ là một khởi đầu rất là nhỏ. Khởi đầu để chứng tỏ mọi người thấy là tôi còn đi đường dài chứ tôi không đi đường ngắn. Không phải là Hot Boy bàn nhậu đâu. Thực sự thì sự cạnh tranh trong thị trường âm nhạc bây giờ rất là khó. Vì để mà một người nghệ sĩ trẻ mà chưa ai biết tới, lại chưa có những cú hit như mình, mà
muốn tiếp cận tới khán giả dễ hơn thì rất là khó. Tại vì mình đâu có gì đâu, mình đâu có gì nổi bật đâu. Đẹp trai thì cũng bình thường. Viết, sáng tác các thứ thì cũng chưa bài hit. Thì chỉ có mỗi cái là cố gắng thôi. Còn để mà cạnh tranh thì mỗi người một hướng mà. Không ai, không ca sĩ nào giống ca sĩ nào cả. Mà mình phải đặt một hướng riêng cho mình. Và đặt ra được rồi nhưng mình còn phải chăm chỉ. Chăm chỉ làm liên tục, làm nhiều. Thì rồi, Young Anh này. Có nghĩa là rồi họ cũng sẽ biết tới tên của mình. Tại vì mình làm nhiều mà. Chứ mình không dừng lại. Mình dừng lại thì trong cái chiến trường này mình dừng lại thì có nghĩa là mình thua cuộc rồi. Hiện tại thì mình không ở trong công ty nào cả và mình vẫn đang hoạt động tự do, nhưng mà mình có một người chị thì chị đã giúp đỡ mình ngay từ khi mà mình mới vào Sài Gòn. Thực sự ca hát khi mà mình chưa nổi tiếng ấy thì việc ca hát không chưa đủ chi phí cho mình làm rất nhiều việc. Thế mình đã cũng phải bán quán ăn các thứ, thì mình có một quán giờ gầm nho nhỏ. Đó thì nó cũng là một chi phí sinh hoạt nho nhỏ khá là để cho mình có thể trang trải cuộc sống. Đó thì rất là khó khăn chứ không phải khó khăn, tại vì mỗi lần mà mình làm MV thì sẽ tốn kém rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng thôi, tại vì con đường của mình mới được 1% thôi mà. Mình là một nghệ sĩ trẻ thì mình phải trang bị rất là nhiều. Cái mà cần nhất của một nghệ sĩ trẻ là sống đúng, không sai với lương tâm của mình. Không nên lấy scandal hay cái gì đó để tạo tiếng cho chính bản thân mình, mà phải đi lên từ chính năng lực của bản thân mình. Thì khán giả sẽ tiếp nhận tới mình, tuy là từ từ đó, nhưng mà nó sẽ lâu bền hơn. Thì sau cái MV này, nó chỉ là một khởi đầu rất là nhỏ, thì những cái về sau của mình nó sẽ càng ngày càng lớn, lớn, bước dần. Tuy là mình không như những ca sĩ khác là một phát nổi tiếng luôn, mà mình sẽ đi từ từ, từ từ. Có nghĩa là mình sẽ phải rất chăm chỉ, tại vì mình đâu có được nổi tiếng đâu. Mình mới chỉ có một lượng tiếp cận rất là nhỏ, thì mình sẽ càng ngày mình sẽ phải càng cố gắng dần dần. Và các bạn khán giả hãy yên tâm, vì những sản phẩm sắp tới của Young còn hay hơn những tầng mây rất là nhiều.